đến hẹn lại lên. Với Quảng Trị có hai mùa rõ rệt, hết mùa nắng đến mùa mưa. Khi nắng hạn qua đi là mùa mưa lại đến. Nhưng mùa mưa năm nay là một mùa mưa lịch sử, có thể nói là hy hữu của quê hương. Mưa kéo dài, mưa như trút nước, lũ chồng lên lũ trong tháng 10 và kéo dài sang cả tháng 11 năm nay đã khiến những ai vốn rất quen với thời tiết Quảng Trị cũng phải ngỡ ngàng vì bất ngờ và lo lắng trước nguy cơ thiên tai đe dọa cuộc sống của con người. Những cơn mưa dai dẳng đã làm cho cả Quảng Trị gần như chìm trong biển nước. Lũ lụt đã đe dọa trực tiếp đến nhà cửa, mùa màng, sinh mạng con người, nhất là ở những địa bàn thấp trũng gần sông suối. Đại nạn sạt lở cũng từ chuyện mưa nhiều, mưa kéo dài mà ra. Chúng tôi đã chứng kiến mưa gió ở miền xuôi gần hết cả tháng 10, khi mà các vùng quê phải gồng mình lên chống thiên tai, lũ lụt, khi mà chính quyền và các cơ quan chức năng đồng hành với dân khi thiên nhiên đe dọa con người. Nhưng bão lụt không chỉ uy hiếp đồng bằng mà còn giáng họa ở những địa bàn miền núi. Phóng viên chúng tôi đã có suốt mấy ngày lăn lộn với vùng cao Quảng Trị để tận mắt chứng kiến mưa lũ kinh hoàng vào cuối năm nay. Đáng nói là nạn sạt lở thực sự đã gieo rắc tai ương cho đồng bào ở miền Trung, trong đó có Quảng Trị. Và như đã nói, miền núi đã phải gánh chịu rất nặng nề. Tại huyện Đắk Krông, chỉ cần đi dọc theo con đường Hồ Chí Minh cũng đã chứng kiến sự tàn phá của thiên tai lũ lụt. Trời đất qua cơn mưa vẫn u ám và trực mưa bất cứ lúc nào, như thể nước trên trời là vô hạn. Phải nói, sống qua được mùa mưa năm nay là chuyện không dễ chút nào với nhiều người dân nơi đây. Nhà tôi này, cái con này con xà bàng mà dư cây nó không có, nó mở hẳn bạn này. Cho nên cũng mà giúp thì cảm ơn. Cái bà người hồi cao tuổi rồi, 942, trước này không nước để làm nó chi mà. Lên Hướng Hóa cũng sẽ nhìn thấy rõ hơn những vất vả gian nguy trong mùa mưa lũ. Vào phía nam cổ huyện, đến với xã Húc, sẽ tận mắt chứng kiến cuộc sống của bà con dân tộc thiểu số vùng cao ở một địa bàn có địa hình hiểm trở, càng trở nên đáng quan tâm hơn lúc nào hết. Nhưng người dân không thể khoanh tay ngồi yên khi mà các cấp, các ngành đồng hành với họ. Trong thời gian vừa qua, thì về phía xã cũng đã có nhiều cái văn bản gửi về cho thôn, tuyên truyền đến bà con những cái việc để rồi là tránh những cái tình hình thiệt hại do mưa lũ gây ra. Đó là cái việc bà con là không nên tự ý, khi mưa bão thì phải nên tìm cái nơi trú ẩn mà được quy định của ban chỉ huy phòng chống lụt bão. Không được là khi thấy cái tình hình sạt lở mà có cái việc cấp cứu xảy ra là bà con phải báo ngay cho là chính quyền địa phương, đặc biệt là ban chỉ huy phòng chống bão lũ của xã, để có cái kịp thời là huy động lực lượng cứu hộ, là lực lượng tại chỗ, là lực lượng dân quân tự vệ, là lực lượng tình nguyện viên của là hội chữ thập đỏ xã để cùng là cứu trợ, để giúp đỡ bà con trong cái thời gian bị sạt lở và cũng như là mưa bão. Rồi là qua các cái ngầm cầu cống là bà con cũng nên cẩn thận, khi có dấu hiệu là đèn cờ đỏ thì bà con không được vượt lũ. Vào phía bắc huyện Hướng Hóa, chúng tôi đã đến với Hướng Phùng, nơi đã diễn ra nạn sạt lở kinh hoàng, khiến 22 cán bộ chiến sĩ Đoàn Kinh tế Quốc phòng 337 phải hy sinh. Dấu vết địa chấn vẫn còn in hẳn trên mặt đất, dù nơi này đã trải qua rất nhiều gió mưa và nước mắt cảm thương của đồng bào, đồng đội. Chúng tôi cũng vào tận xã Hướng Sơn để ghi nhận thực tế nóng hổi trong mùa mưa lũ và sạt lở nơi đây, khi xung quanh thiên tai dồn dập, khi mà những bản làng cần được phản ánh và tiếp sức trong mưa gió tơi bời. Có đi, có chứng kiến mới càng hiểu rõ hơn, cảm thông hơn với đồng bào, quê hương của mình trong thời tiết dữ dằn năm nay. Thiên nhiên đã không còn dịu dàng như trước,
và chúng ta cũng cần phải có những nhìn nhận, đối sách thích hợp để tồn tại qua thử thách. Ủy ban huyện đã có văn bản yêu cầu các phòng chuyên môn, phòng nông nghiệp và các phòng liên quan cùng với cả xã ra soát thống kê các cái khu vực mà có nguy cơ sạt lở ảnh hưởng nguy hiểm đến cái tính mạng và tài sản người dân, thì để có lập tổng hợp lại để báo cáo ủy ban tỉnh, để ủy ban tỉnh có một cái chỉ đạo chung báo cáo với chính phủ cũng như quốc hội để có một cái phương án tổng thể về di dời theo thứ tự ưu tiên sau này để đảm bảo lâu dài cho người dân định canh định cư trên vùng miền núi. Cuộc sống dẫu gian nguy đến mấy, nhưng như một câu nói thường ngày, sau cơn mưa trời lại sáng, hết mưa là nắng hửng lên thôi. Về với miền xuôi Cam Lộ, trong những ngày nắng vừa trở lại, sẽ thấy ngay cả những địa bàn từng là rốn lũ chỉ ít ngày trước đó cũng đã bắt đầu hồi sinh trở lại. Đi và thấy cũng sẽ yên lòng hơn, vững tin hơn khi nhịp sống của đời là bất diệt, không có gì có thể ngăn cản nổi. Hơn nữa, chứng kiến sự quan tâm của nhà nước, tình nghĩa đồng bào quá sâu nặng, đúng là người trong một nước phải thương nhau cùng. Qua hoạn nạn, càng hiểu được lòng người, hiểu hơn và quý trọng hơn những người dân Việt ở muôn nơi. Đó cũng là sự mừng sau những tổn thất nặng nề. Đứng dậy sau mưa lũ. Sau lũ lụt thì bà con trong toàn xã cũng giống như thôn An Mỹ chúng tôi là đồng cùng vượt mọi khó khăn và tạo điều kiện để mà khắc phục sau lụt. Thì sau lụt thì chúng tôi cũng đã vệ sinh đường xã rồi trong gia đình tất cả mọi cái. Đó là phần khó khăn chúng tôi đã vượt qua. Cái thứ hai về vấn đề hỗ trợ của là các cái nhà hảo tâm, các nhà từ thiện đã giúp đỡ cho chúng tôi là một phần đỡ khó. Bây giờ trong các nhà hảo tâm thì nhiều lắm, bây giờ chú kể ứng xiết. Mà hôm nay chúng tôi cũng rất vinh dự vì được sự chia sẻ của nhà hảo tâm làm cho chúng tôi được ấm lòng. Sau khi lũ lụt thì xã cũng đã chỉ đạo cho tất cả các nhân đoàn thể, rồi là nông dân, phụ nữ, cựu chiến binh, đoàn thanh niên, cùng với sự phối hợp giữa chỉ đạo giữa công an, quân sự đã huy động nội dung là trên một ngày công phục vụ về kỳ công tác là dọn dẹp nhà cửa, rửa ráy tất cả các đồ đạc trong nhà cũng như là ngoài đường xã để bà con thuận lợi đi lại dễ dàng. Đồng thời bên cạnh đó thì tập trung về kỳ là tập trung cho bà con về kỳ thu hoạch sản xuất, đặc biệt là sắn. Còn về người thì không thể phục sinh, nhưng hy vọng và tin rằng vượt qua đau thương, mất mát, bà con Quảng Trị sẽ cố gắng hết mình, tái thiết cuộc đời như câu ca Kẻ Diên vẫn nằm lòng với nhiều người dân Quảng Trị. Còn da lông mọc, còn chồi nảy cây.